Quý vị khách hàng thân mến, chuyên gia của thẩm mỹ OEO đang thực hiện xóa xăm cho một anh khách hàng nam. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ thử trò chuyện với khách hàng nam ngày hôm nay của chúng ta một chút quý vị nha. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, anh thân mến, anh có thể được giới thiệu đến tên mình được không ạ? Anh tên là Châu. Anh Châu ạ, anh Châu đến từ đâu ạ? Anh ở Hà Nội em ạ. Vâng, anh Châu được biết là ngày hôm nay thì anh mới đến với thẩm mỹ OEO ở buổi đầu tiên xóa xăm đúng không ạ? Vậy anh có thể chia sẻ một chút về cái hình xăm của mình được không ạ? Hình xăm này của anh là có cách đây khoảng bao lâu rồi ạ? Cái hình này trước đây là anh có hai hình cơ. Cái hình cũ thì anh xăm cách đây được khoảng 15 năm rồi. 15 năm. Còn cái hình mới đang xóa thì cách đây khoảng 6-7 năm. Cái hình mới này anh đè lên cái hình cũ. Tức là mình đã cái hình có hai hình và mình đã xăm chồng lên nhau đúng không ạ? Và ngoài ra thì như chuyên gia có thăm khám lâm sàng là cái nền da của anh là bị một vũ sẹo là do đâu đấy ạ? Cái hình cũ anh tẩy đi. Tức là anh đã từng xóa cái hình cũ của mình rồi. Vậy không biết rằng cái công nghệ cũ anh xóa là công nghệ như thế nào ạ? Cái đấy thì anh cũng không nắm được, nhưng mà cái có phải laser không ạ, hay là chỉ là bôi kem xóa xăm thôi ạ? Nó cũng là laser như này này, nó cũng bắn như này này, nhưng mà nó về là nó bong vẩy. Tức là dạng là bóc tách cái phần da trên của mình, và về nhà thì da của mình sẽ đóng vảy đen lại và loại bỏ đi cái lớp da trên đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em hiểu công nghệ đó thế ạ. Dạ vâng, quý vị khách hàng thân mến, đối với công nghệ laser cũ là phần bóc tách phần nạc da trên của chúng ta thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể xóa được hoàn toàn những cái phần mực mà đi sâu hay là đi đậm, đi khung. Và ngoài ra thì như anh khách hàng có chia sẻ đó là làn da của anh bị một chút sẹo đúng không ạ? Là do là có thể là do mình không kiêng cứu được, hoặc là có thể là do vệ sinh trong quá trình nó xóa xăm không đảm bảo an toàn. Chính vì thế nên là sẽ rất dễ để gây nên tổn thương vùng da đó và hình thành nên sẹo. Quý vị chắc hẳn là vừa rồi thì chuyên gia của chúng tôi đã đi những bước sóng laser qua cái phần khu vực phần sẹo trắng của anh rồi, nên quý vị không thể nhìn thấy rõ được những cái phần hình chữ mà anh đã từng xóa ở hình xăm ngày trước của anh đúng không ạ? Là có những phần sẹo bờ lên màu trắng ngà quý vị ạ. Vâng, và ngay lúc này đây thì chuyên gia của chúng tôi đang sử dụng cái cuốn đi 450 để xóa đi hình xăm. Anh có chia sẻ rằng có cách đây khoảng 6-7 năm sau khi mà anh đã xóa đi hình chữ đó, anh đã xăm đè lên. Vâng ạ, rất là nhanh chóng, chuyên gia đã đi được đến 2/3 hình xăm này rồi đúng không ạ? Khi mà laser đi đến đâu thì lập tức là màu mực xăm đã được phá tan và chuyển sang màu trắng ngà ngay đến đó. Và với công nghệ Pico Nu 450 tại thẩm mỹ OEO thì có thể hoàn toàn yên tâm rằng không để lại sẹo, cam kết 100% không để lại sẹo và sạch mực ạ. Vâng, anh ơi, không biết rằng anh đã tìm hiểu được OEO qua đâu đấy ạ? Qua Facebook thôi. Tức anh xem quảng cáo qua Facebook và đã từng xem các livestream thực tế mà khách hàng đã từng xóa xăm tại thẩm mỹ OEO rồi đúng không ạ? Vâng, anh có thể hoàn toàn yên tâm là với công nghệ tại thẩm mỹ OEO thì sẽ không để lại sẹo như tình trạng hình xăm cũ của anh đâu ạ. Tình trạng hình xăm cũ của mình là thứ nhất là không để lại sẹo, thứ nhất là để lại sẹo, và thứ hai là không hết màu mực đúng không ạ? Chính vì thế nên anh phải xăm chồng mình lên đúng không ạ? Vâng, quý khách hàng đang theo dõi livestream, nếu như mình đang có những hình xăm mà mình muốn xóa đi hoặc liên quan đến công việc cũng như là chuyện gia đình của chúng ta mà chúng ta không thể để hình xăm đó nữa, thì hãy liên hệ với thẩm mỹ OEO để có được kết quả xóa xăm hoàn hảo và không để lại sẹo quý vị nha. Tại hai địa chỉ: cơ sở 1 208 Hoàng Ngân, Hà Nội, cơ sở 2 là 138 A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vậy là sau một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ 3 đến 4 phút thôi, là hình xăm của anh khách hàng của chúng ta ngày hôm nay đã được xóa hoàn toàn rồi quý vị ạ. Vâng, và cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.